Xin chào tất cả các anh em ngành nhôm kính. Chào mừng tất cả các anh em ngành nhôm kính đã quay trở lại với các series video review về các cái dòng máy sản xuất cửa nhôm của công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Vitec. Vâng, thưa tất cả các anh em ngành nhôm kính, hiện nay trong quá trình các xưởng nhôm kính sản xuất các loại cửa nhôm hệ hay là các cái loại nhôm nội thất, tủ cánh kính thì rất nhiều anh em đang có nhu cầu quan tâm tới sản phẩm máy phay CNC. Thì đối với quá trình chúng ta tìm hiểu để đầu tư các cái dòng máy CNC này thì chúng ta sẽ cần cập nhật nhiều thông tin để đưa ra được quyết định đầu tư đúng đắn. Và ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ cùng với tất cả các anh em một số những điểm lưu ý cần quan tâm chú trọng khi chúng ta tìm hiểu về các cái dòng máy khoan CNC này. Điểm đầu tiên mà chúng ta cần quan tâm tới là về kích thước thông số của sản phẩm máy khoan CNC. Thứ nhất là về chiều dài của máy. Với các cái hệ nhôm cũng như là các cái loại sản phẩm đặc thù hiện nay thì chúng ta cần tới những loại máy khoan CNC có kích thước hành trình lớn. Như ở trên màn hình thì chúng ta có thể cùng theo dõi với sản phẩm máy khoan CNC ở trên màn hình của chúng tôi có kích thước chiều dài của máy là 1,5 m, đảm bảo hành trình của trục X là 1 m, chiều ngang của máy là 1,450 m, tương ứng với trục Y có hành trình là 360. Với kích thước hành trình 360 của trục Y thì chúng ta có thể đảm bảo khoan được cho các cái hệ nhôm có mặt cắt kích thước lớn, ví dụ như là các bản thủy lực 180 hay là 200. Bên cạnh đó là chiều cao của máy là 1,9 m, tương ứng với hành trình của trục Z là 330. Với thông số hành trình kích thước như vậy thì chúng ta có thể làm được đa dạng cho các cái hệ nhôm hiện nay trên thị trường. Bên cạnh đó thì với nhu cầu làm tủ cánh kính sẽ tiến hành khoan các cái lỗ bản lề, thì ngoài cái lỗ của bản lề ra thì chúng ta cần phay âm các cái vị trí lỗ bắt vít. Thì với cái dòng máy khoan hai đầu sẽ đáp ứng được cái yêu cầu và tiêu chí đó cho anh em, thì sẽ bao gồm có hai đầu motor khoan độc lập riêng biệt. Thứ nhất là đầu motor phay và thứ hai là đầu motor phay âm mặt ốc, hay còn gọi là taro, xuống bên dưới để chúng ta có thể vít âm được mặt ốc. Với chi tiết này thì chúng ta cần quan tâm tới chủng loại motor và công suất của motor. Như dòng sản phẩm này của chúng tôi được tích hợp hai motor vuông vỏ nhôm lõi đồng công suất 2,2 kW, và điểm đặc biệt là dòng motor này làm mát bằng gió sẽ có những cái ưu điểm tốt hơn so với các cái dòng motor làm mát bằng nước như các cái dòng máy phổ thông ở trên thị trường hiện nay. Toàn bộ hệ thống đường dây trục của sản phẩm từ các cái trục X, trục Y hay là trục Z ở đây của chúng tôi đều được tiến hành sử dụng các loại dây vuông, dây mang cá.
chuyên dụng cho các cái dòng máy CNC có độ ổn định và độ chính xác cao hơn so với các cái dòng dây tròn. Đây cũng là một đặc điểm chúng ta cần lưu ý khi tìm hiểu đầu tư các cái dòng máy khoan CNC, bởi trên thị trường hiện nay có rất nhiều các sản phẩm phổ thông sử dụng hệ thống dây tròn, độ chính xác sẽ không được đảm bảo bằng và chi phí của các cái dòng dây vuông này cao hơn. Thế nên là chúng ta cần lưu ý tới vấn đề hệ thống dây dẫn hướng của cả ba trục X, Y và trục Z. Một đặc điểm tiếp theo rất quan trọng mà chúng ta cần quan tâm tới của dòng máy CNC là về hệ thống phần mềm. Với đa dạng các cái xưởng, mỗi xưởng sẽ có các cái nhu cầu sử dụng khác nhau. Nhưng tuy nhiên một tiêu chí quan trọng ở đây là chúng ta cần thao tác vận hành dễ dàng sử dụng. Thì với phần mềm của chúng tôi được sử dụng hệ thống phần mềm tiếng Việt, rất dễ dàng trong khâu thao tác thêm sửa các cái chương trình hay là vận hành chương trình. Vừa rồi tôi cũng đã chia sẻ cùng với các anh em các đặc điểm cần lưu ý khi chúng ta tiến hành tìm hiểu để đưa ra quyết định đầu tư về các cái dòng máy khoan CNC này. Sau đây chúng ta hãy cùng nhau vận hành sản phẩm để anh em có thể theo dõi được về cách thức vận hành cũng như là phần mềm chạy triển khai các cái chương trình như thế nào. Tiếp theo ở trên màn hình thì chúng ta có thể cùng nhau nhìn thấy giao diện của phần mềm này được sử dụng là giao diện tiếng Việt, thao tác dễ dàng vận hành trong cái quá trình sử dụng. Phía bên góc phải của màn hình là toàn bộ các cái mẫu khóa, mẫu phụ kiện mà chúng tôi đã tiến hành cài đặt sẵn ở trong máy. Bên cạnh đó ở phía bên trái
dòng sản phẩm này sẽ có ưu điểm hơn so với các cái dòng máy sử dụng PLC là nó thể hiện được hết các cái hình dạng, biên dạng lỗ phay cũng như là kích thước của lỗ phay ở trên màn hình để chúng ta có thể tránh nhầm lẫn khi lựa chọn gọi tên các cái chương trình để tiến hành phay cho các cái hệ nhôm. Và một đặc điểm thứ ba là về cách thức thêm sửa chương trình, thì khi chúng ta đã có các cái hình dạng, biên dạng và kích thước lỗ phay thì chúng ta có thể điều chỉnh trực tiếp được ở trên các cái thông số kích thước này khi chúng ta muốn tăng hoặc giảm kích thước cũng như là đường kính của các cái lỗ cần phay. Và một đặc điểm rất ưu việt của dòng sản phẩm này, chúng tôi đã tích hợp thêm tính năng kết nối Wi-Fi để trong quá trình sử dụng lâu dài sau này, khi chúng ta có thêm các cái hệ phụ kiện mới, hệ nhôm mới thì chúng tôi có thể tiến hành cập nhật từ xa vào cho anh em mà không cần phải đi trực tiếp hay là gửi USB như những cái dòng máy sử dụng PLC phổ biến hiện nay trên thị trường. Sau khi chúng ta đã cùng tìm hiểu về các thông số chi tiết cũng như là vận hành thiết bị máy khoan khóa CNC hai đầu này, để có thể tìm hiểu chi tiết hơn về các đặc điểm, các tính năng cũng như là chi tiết của sản phẩm thì anh em có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại phía bên dưới màn hình, hoặc anh em cũng có thể tới trực tiếp các cơ sở của chúng tôi để có thể xem và trải nghiệm sản phẩm thực tế. Với khu vực miền Bắc thì chúng tôi có kho máy tại bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Và đối với khu vực miền Nam thì chúng tôi có kho máy tại Trung Chánh, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video của tôi. Anh em hãy ấn like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Xin chào các anh em.